review ba lô đi anh. Chỉ cần em thấy thích là được. Mình vừa tạo ngay một em ba lô của Sài Gòn Swagger để review cho mọi người nè. Shop này đóng gói hàng rất kỹ càng. Vừa mở ra mình thấy được tặng một tấm lót chuột hình Iron Man, bên trong được bọc thêm một lớp túi chống sốc nữa nè. Còn đây là một tờ thư cảm ơn hình cây thước kẻ, phía sau là mã giảm giá. Hình thức như thế này chấm 10 điểm nha. Mình khá ấn tượng với cái túi nhỏ hình tròn này, có thể tháo rời ra. Khi đi học mà để vàng vào đây chắc không ai đoán ra đâu nhỉ. Mặt trước ba lô có thêm 3 cái ngăn phụ, khóa kéo rất là mượt. Bên trong túi cũng được thiết kế với 3 ngăn, gồm một ngăn chính, một ngăn chống sốc dành cho laptop và một ngăn phụ nhỏ, tha hồ mà để đồ đi học hoặc đi chơi. Hai bên hông có thêm 2 chỗ để bình nước. Giá ba lô này chỉ bằng nửa bát phở ở Lamart 81 thôi. Mình thấy rất là đẹp, đeo khá là êm vai. À, ba lô này còn có thể chống thấm nước nên không phải sợ trời mưa nha. Đây. Hôm nay mình sẽ unbox một chiếc ba lô đến từ brand Fighterwhite nha các bạn. Shop đóng gói hàng cũng bình thường, bên trong được bọc bằng một chiếc túi zip có hình logo. Chiếc ba lô này nổi bật với 2 tông màu xanh và trắng, hầu hết các họa tiết được in chì vào vải. Mình thấy phần khóa kéo rất là êm. Đây là ngăn phía ngoài, tha hồ cho các bạn để đồ. Ở ngoài còn có thêm 2 ngăn nhỏ nữa. Hai bên hông được thiết kế với ngăn kéo khóa. Còn đây là bên trong với tổng 4 ngăn dùng để bỏ sách vở, máy tính đều ok. Ba lô này dài tầm 42cm, chiều ngang tầm 32cm. Phần quai đeo và phần phía sau khá êm nên khi đeo nhiều đồ không sợ đau vai đâu. Đối với mình thì mình thường đeo ba lô chủ yếu màu đen và trắng nên mình nghĩ mẫu này phù hợp cho các bạn nữ hơn. Giá thành cực kỳ học sinh sinh viên, chỉ bằng nửa bát phở Lamart thôi.